Đó nha. Rồi đây là cho con Bella của bạn Đức Anh nhé. Rồi chủ nuôi người gây giống là Bùi Hữu Lực này. Thì vừa qua là ngày 16 tháng 9 là cái ngày sinh của nó. Rồi cái này là cha là Gato, mẹ là Mia nhé. Đó thì vì lý do là con cún này bị chết cho nên bữa nay trại chó Lucky sẽ hủy cái giấy VK này với số chip này. Đó, số chip 61628 là cái số chip này đã bắn vào trong cái vào trong con chó rồi nha anh em. Đó, thì bữa nay trại chó Lucky sẽ tiến hành tiêu hủy ha. Đây cái này là bên VK mới cấp về. Và mình được cái tin đó cho nên mình đã nói với bạn Đức Anh rồi, mình sẽ hủy cái giấy này. Đây nhá. Rồi ngày cấp này, ngày cấp là ngày 9 tháng 12 năm 21 này. Đó ngày 9 tháng 12 năm 21 nhá. Rồi ok. Ủa không lấy cái thùng nó xuống luôn hả? Ốc ơi. Cho đây. Mình sẽ hủy cái tờ giấy này ha. Lấy cái thùng. Cái thùng ở trên. Quay sát lại. Quay sát lại để coi. Đúng cái tờ giấy mình hủy. Để vô nó kín cho nó không okay. Khát nữa. Ok ha. Cái điều này cũng ít có làm lắm cho nên là ít có bị trường hợp này lắm cho nên là cũng không biết là cái giấy này nó khó cháy như vậy ha. Cái việc tiêu hủy này á thì sẽ cái tờ giấy này sẽ mãi mãi không còn tồn tại giá trị. Mình cũng sẽ báo bên VK là hủy cái tờ giấy này. Đồng thời thì bây giờ mình quay video mình hủy như vậy trực tiếp như vậy để cho các bạn xem. Và cái này cũng gửi tới bạn Đức Anh luôn, là chủ nuôi của bé này. Ông May đã con bé cún đã bị chết ha. Ok. Bạn nghiêng lên cái đi cho nó cháy hết rồi. Đúng rồi. Cứ để vậy là tự động nó cháy hết, đậy nắp lại đi. Rồi để đi, tưới cho nó hết rồi được.